Hello mọi người và xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cái video mới này của mình. Và như các bạn đã đọc ở cái ảnh nhỏ của cái video này rồi là cái video này nó sẽ hơi nhàn một chút. Thì cái video này mình quay từ rất là lâu rồi. Trước khi đi quay thì mình thực sự rất là hào hứng, cho đến khi mà mình quay xong ấy thì mình thấy là cái video này nó rất là nhạt. Và nếu thấy video này nhạt thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một share và một subscribe bên phía dưới để mình có thể có thêm động lực những video tiếp theo. Và chắc chắn là những cái video sau sẽ không hề nhạt như này đâu. Chào mọi người và chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel của mình. Bây giờ đang là khoảng tầm gần 4 giờ sáng của ngày Chủ nhật rồi. Mình thì đang thức để đi ăn một cái bánh mì. Và chính vì vậy ngày hôm nay thì mình muốn quay video clip, làm vlog để chia sẻ với mọi người, cũng như là cùng với cả mọi người đi ăn cùng với mình. Thì mình hiện tại thì mình đang mặc những cái bộ quần áo ngủ. Bây giờ thì mình sẽ thay lại những cái bộ quần áo ngủ đấy ra và đi ra ngoài đường để xem là tầm 4 giờ sáng này ở ngoài đường Hà Nội có những cái gì. Hiện tại thì nhiệt độ đang là khoảng tầm 20 độ C. Với cái nhiệt độ này thì nó cũng hơi lạnh một chút, nhưng mà tuy nhiên là nó có sương muối khi mà, cho nên là các bạn đi vào tầm khoảng tầm đêm đêm như này á, là các bạn nên là cân nhắc là cần phải có mũ này, các thứ này để đội vào đầu, không là nó sẽ bị lạnh đầu và nấm mốc đầu cực kỳ kinh luôn, bởi vì là cái sương muối này nó cực kỳ độc. Và mình cũng đã vừa thay xong quần áo rồi. Hiện tại thì mình đang mặc một chiếc áo sweater bình thường thôi, cùng với cả một chiếc quần sweatpants nữa. Bây giờ thì mình sẽ cùng đi với cả các bạn đi chọn giày. Ở đây thì có những cái đồ mà mình thực sự là mình phải để nguyên, mình không phải sắp đặt để mình quay video clip ấy. Thì mình sẽ chọn đôi với cáo phi này thì mình nghĩ là mình sẽ chọn đôi Easy 700 đi, để nó có thể làm cho người mình cao hơn, cùng với cả cái phần ống jogger của cái quần này nó sẽ làm nổi bật hơn cho cái đôi giày Easy 700 này. Hiện tại thì mình đang ở chỗ bãi gửi xe nhà mình, để ra ngoài đường để chuẩn bị lấy xe đi. Các bạn có thể thấy là 3:52 rồi, nhưng mà thực sự là trời vẫn rất là tối và ngoài đường thì không có bóng người nào luôn. Mình thì đang đi đây, các bạn có thể thấy outfit mình là một chiếc áo khoác Zara. Đây mình đang cầm một cái gimbal, đeo một cái túi off-white, bởi vì bên trong này mình còn đựng những cái thứ như là pin dự phòng với cả các thứ, để có thể một lát nữa thì mình sẽ quay nhiều hơn cho các bạn xem. Hiện tại thì mình đang dừng đèn đỏ và các bạn có thể thấy là kiểu cảm giác như cái đường này chỉ có mỗi mình thôi. Và trời thì cũng chưa sáng, hôm nay trời có vẻ sáng hơi muộn hơn mọi khi. Lúc nãy trước khi mình ở nhà thì thấy là trời có hơi mưa, mình không định quay cho mọi người đâu, nhưng mà tự dưng lúc mình đi thì mình thấy là trời tạnh rồi, cho nên là cái trời nó cũng khá là se mát mát, nên là mình sẽ quyết định quay cho mọi người xem. Mọi người hãy cố gắng đón chờ video này nhé. Em hai cái với mình vừa mới vào mua vé một số xong ở cái bánh mì dân tổ này. Và thực ra thì mình không hiểu tại sao cho cái đợt gần đây, đợt cái khoảng tầm khoảng 4-5 tháng gần đây là nó thực sự rất là đông, nó đông một cách khó tả luôn rồi chứ. Bởi vì là trước đấy mình đi ăn khoảng tầm tháng 6 tháng 7 khi mà mình vẫn còn trong cái đợt mùa hè ấy, thì mình ăn thì các bạn có thể thấy là cái mình ăn thì mình không phải xếp hàng đâu, mà các bạn chỉ cần lên khoảng đợi khoảng tầm từ 5 đến 10 phút thì là các bạn sẽ có bánh để ăn rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì các bạn lại xếp hàng rất là đông ở bên tay trái của mình đây. Và chính vì cái điều đấy nên là mình rất là lười ăn, là mình lười ăn bánh mì dân tổ này, mặc dù là mình phải xếp hàng tận 3 giờ sáng. Mình theo như mình biết thì đợt gần đây thì các cái phường, các quận ở Hà Nội làm rất là gắt, cho nên là họ không được đẩy cái bánh, cái đẩy cái xe bánh mì ra cái chỗ ngã tư giữa Cao Thắng và Trần Nhật Duật này, cho nên là họ lại làm ở một cái bên trong ngõ, ở cái ngõ bên tay phải của mình, nhưng mình không biết là ngõ nào bởi vì mình có xin qua nhưng mà họ không được phép cho vào. Và mình sẽ để tạm cho mọi người về cái video boomerang của mình mà đã từng ăn được những cái tháng trước ở bên tay phải, tay trái của video này, để các bạn có thể biết thêm là cái cách mà họ làm bánh mì dân tổ nó sẽ như thế nào. Và cái số của mình đà vào mua là số là 135. Hiện tại thì đang là số khoảng tầm là số 70. Vì ổ bánh mì này thì giá là khoảng tầm là 25.000 một ổ. Trước đấy thì có hai giá là giá 20.000 và giá 25.000. Thì hai cái giá này nó chỉ khác nhau ở chỗ là nó chỉ nhiều nhân hơn một chút thôi, nhưng mà hình như là bây giờ bán đồng giá là 25.000 một cái thôi, cho nên là các bạn cũng sẽ ăn một cái giá rất là rẻ thôi. Và các bạn có thể thấy là cái kiểu xếp hàng này, xếp hàng lấy số này, cũng như là các bạn kiểu như là các bạn đi raffle một cái đôi giày. Thì cái đây có thể một cái trải nghiệm rất là mới. Các bạn không cần phải xếp hàng để mua giày, mua quần áo nữa, mà là các bạn xếp hàng để mua bánh mì. Và lúc
3 giờ sáng, cái giờ mà tất cả mọi người đều đi làm nhưng mà lại có rất là nhiều người mua bánh mì ở bánh mì dân tổ này. Bây giờ thì mình sẽ tắt camera vì một lát nữa mình có bánh thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Của em đây. Anh đang có tờ 5.000 đồng đổi cho anh. À, như vậy là sau khoảng 2 tiếng mình xếp hàng tại bệnh viện Yên Tổ thì mình cũng đã mua được một chiếc. Thực ra là mình mua 4 năm trước mà mình đi tận mấy người cơ. Đây là mình có bớt lại một chiếc để mình có thể review cho các bạn xem. Phần chính cho cái bánh mì này là bao gồm là những thứ như là trứng này, thịt bọc khô này, chả, làm sườn và có một số các nhà gia vị và bơ. Và bây giờ thì mình sẽ, thì lúc mà mình mua ấy thì cái bánh nó cũng hơi giòn một chút, nhưng mà đến lúc mà mình nhận ra thì lúc mà trời sáng mình quay cho các bạn rõ hơn ấy thì là cái bánh mì nó đã bị yếu hơn một chút rồi, chứ cho các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ ăn thử cho các bạn xem và cảm nhận cho các bạn rõ hơn về cái chiếc bánh mì mà mình đã xếp hàng tận 2 tiếng này. Thật ra mà để nói về cái cảm nhận của mình về cái bánh mì dân tổ này thì nó là một cái vị, nó như mình có nhiều bạn ăn thì sẽ cảm giác như cái vị rất là chung, mà thực ra để mà nói cái vị chuẩn của nó ấy là cái vị của các bạn sẽ ngửi thấy một cái vị của trứng này, vị của thịt bò khô, còn nó có vị khác như cái chả hay là gì các bạn ăn lạp sườn mà thì nó sẽ có hơi một chút chút là ngọt của lạp sườn. Về cái để nó nói qua một chút là cái mạch bánh này mình ăn thì mình thấy là nó ăn cũng được. Tại sao nó lại gọi là bánh mì dân tổ thì trước khi mình ăn ấy thì là nó bán ở cái ngã tư Cao Thắng với cả Trần Nhật Duật, nhưng mà cho đến khi đợt nó gần đây nó rất là đông là làm ở trong nhà và nó có những cái sự khác đến thì họ phải chuyển vào trong. Thì để mà nói về cái bánh mì dân tổ này thì trước đấy cái bác ấy làm ra ấy là làm cho những cái người mà làm từ chợ Long Biên này, từ bên gầm cầu các thứ mà họ bán hoa quả buổi đêm các thứ ấy, họ đói thì họ ra ăn. Nhưng mà đến bây giờ thì có thể là còn một cái đặc sản, một cái món rất là riêng của Hà Nội. Nhưng mà trước thì bạn mình ở trong Sài Gòn mình ra cứ bắt mình phải dẫn đi ăn cái bánh mì dân tổ này, nhưng mà trong thời gian gần đấy thì mình rất là bận cho nên là mình không kịp dẫn đi. Và hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn chia sẻ nó về cái chiếc bánh mì dân tổ này. Như vậy là mình cũng đã vừa ăn xong cái bánh mì dân tổ rồi, và mình có một số cái đánh giá qua cho các bạn mà mình khuyên các bạn rằng là mình ăn không hiểu sao mình ăn bây giờ mình không thấy ngon như ngày xưa nữa, và nó cái vị nó rất là nhạt và cái vị nó không được đặc khi mà các bạn ăn nhân bên trong ấy, nó không được đặc bởi vì là các bạn ăn ngày xưa thì như mình ăn ngày xưa là nó nên là rất là đặc và cái bánh mì nó sẽ giòn hơn, còn bây giờ bánh mì nó bị nát rất nhiều và cái nhân nó rất là nhạt. Đây không phải mình chê, đây không phải là mình chê nhá, mà mình chỉ là cái đánh giá cái cảm nhận của mình qua về cái bánh mì dân tổ sau một cái thời gian, một cái quãng thời gian rất là dài mà mình không ăn rồi. Và các bạn nếu thấy video này hay thì các bạn nhớ là đừng quên nhấn like, share và subscribe channel của mình, và để mình có thể có thêm có động lực cho những video outdoor bên ngoài cho mọi người.